Tôi là bác sĩ Trần Ngọc Minh ở bộ môn giải phẫu bệnh trường Đại học Y Hà Nội. Hiện tại đang làm trưởng khoa giải phẫu bệnh của bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Thế thì sáng nay cũng vừa giảng cho các đối tượng thi thi đầu vào chuyên khoa 1, 2. Chiều nay thì lại tiếp tục với các bạn. Thế thì hôm nay chúng ta ngồi với nhau nói với nhau về một cái phần mà thực ra là chúng ta đã cùng với nhau làm trước đó rồi, đúng không ạ? Tức là telehealth ấy, có một cái chương trình làm trước đó rồi. À, tôi này cùng với thầy Hoàn này ở bên hô hấp này, cùng với thầy Lưu ở bên chẩn đoán hình ảnh cũng đã nói về cái vấn đề mà trong chẩn đoán sơ hóa phổi vô căn. Xin lỗi, tôi phải sửa lại cái slide này, vẫn là sơ hóa. Sơ hóa phổi vô căn. Đấy, thì chúng ta biết là cái sơ hóa phổi vô căn đấy là một trong những cái nhóm những cái nguyên nhân thường gặp nhất, cái bệnh thường gặp nhất ở trong cả cái nhóm bệnh phổi kẽ, trong nhóm bệnh phổi kẽ. Thế thì chúng ta đã điều trị, chúng ta đã chẩn đoán, chúng ta đã tiếp xúc với rất là nhiều bệnh nhân. Tuy nhiên những cái nhóm bệnh phổi kẽ này thì chúng ta thấy là nếu mà những không phải là các cái bệnh về chuyên khoa về hô hấp ấy, thì có lẽ là chúng ta cũng được gặp ít. Đấy, và đặc biệt là gì, vấn đề chẩn đoán nó chính xác, thì chẩn đoán chính xác thì điều trị mới được, đúng không ạ? Tuy nhiên thì cái phổi vô căn này thì chúng ta thấy là chúng ta đã gặp ít ít kinh nghiệm, và đặc biệt là chúng ta không phải là nơi nào cũng có thể mới làm được các cái sinh thiết để chẩn đoán. Đấy, vấn đề chẩn đoán, để mà chẩn đoán cái bệnh này thì chúng ta thấy là phải có sự gì, sự phối hợp của nhiều các cái chuyên ngành khác nhau, không chỉ đơn thuần một bác sĩ bên hô hấp chỉ có ống nghe không không nghe nổi, đúng không ạ? Bên chẩn đoán hình ảnh có những có những cái trường hợp mà rất là khó khăn cũng không chẩn đoán nổi. Ngay cả giải phẫu bệnh, một mình giải phẫu bệnh nếu mà không có các cái thông tin về lâm sàng, không có cái dấu hiệu chẩn đoán hình ảnh thì cũng không thể nào mà định hướng hướng tới các cái tổn thương đấy là gì. Và cái quan trọng là chúng ta sinh thiết chúng ta có đạt được hay không đấy, là lấy mẫu. Cái quan trọng nhất là để một nhà giải phẫu bệnh mà đọc được kết quả và đọc được chính xác thì phải gì, phải quan trọng là cái vấn đề lấy mẫu, lấy thứ nhất là trúng, thứ hai là phải đủ đấy. Thế thì hôm nay thì tôi cũng nói về một chút về cái tầm quan trọng của sinh thiết và giải phẫu bệnh trong sơ hóa phổi vô căn. Thế thì như ta biết là sơ hóa phổi vô căn hay là người ta định nghĩa là một cái viêm phổi trong một cái nhóm bệnh viêm phổi kẽ mạn tính và có căn nguyên không xác định và có hình ảnh tương tự như các viêm phổi kẽ thông thường ở trên các mảnh sinh thiết. Vậy thì chúng ta thấy là ngay cái tên của nó thôi là chúng ta biết là khi mà chẩn đoán những cái bệnh này, đương nhiên chúng ta đã phải loại trừ tất cả những cái gì ạ, những cái nhóm bệnh khác mà nó có nguyên nhân gây nên cái gì ạ, cái vấn đề phổi kẽ này đấy. Vậy thì chúng ta không tìm được nguyên nhân, không có những cái nguyên nhân nào cụ thể thì chúng ta đưa nó vào một cái nhóm gì không có căn nguyên, không nguyên nhân, chưa tìm ra được, đúng không ạ? Vậy bệnh này thì chúng ta thấy là cái tỷ lệ mới mắc mới thì cũng từ 6,8 đến 16,3 bệnh nhân trên 100.000 dân trong một năm. Đấy, cũng không phải là gì ạ, quá nhiều, nhưng mà chúng ta thấy là ngày nay thì cũng bắt đầu cũng có tăng lên. Và thường gặp ở nam nhiều hơn là nữ, đặc biệt là những cái trường hợp mà nam trên 50 tuổi. Đấy, và trong các cái tiêu chí chẩn đoán thì người ta thường là lấy những cái bệnh nam mà có trên 50 tuổi là một trong những cái tiêu chí trong cái vấn đề chẩn đoán xác định. Thứ hai, thứ ba nữa là chúng ta thấy là đây là một cái bệnh cần phải chẩn đoán bằng đa chuyên khoa. Thứ nhất là có lâm sàng. Thứ hai nữa là có đo cận lâm sàng, đó là các chức năng hô hấp. Thứ ba nó chẩn đoán hình ảnh, và thứ tư là có sự góp sức của giải phẫu bệnh, đó là gì, đọc các cái tổn thương trên mạch sinh thiết. Thì tất cả các cái chuyên ngành này cùng phối hợp vào với nhau để chẩn đoán cái bệnh gì bệnh phổi vô căn hay là những cái bệnh gì bệnh phổi kẽ nói chung. Chúng ta nói qua một chút về nhắc qua một chút về những sinh lý bệnh và nguyên nhân của cái bệnh phổi kẽ này, đúng không ạ? Chắc là thầy Hoàn với thầy Lưu cũng đã nói cho chúng ta về
về các cái nguyên nhân, các cái cơ chế bệnh sinh đấy, của những cái gì bệnh phổi kẽ rồi, tôi cũng nhắc lại một chút. Thứ nhất là với những cái tổn thương này bao giờ chúng ta phải có cả gì ạ? Có tổn thương ở các cái biểu mô của các phế nang. Đấy, chúng ta biết là vệ mô học của gì ạ? Của phổi bao giờ chúng ta thấy là trong trung tâm phổi đó là các cái phế nang. Các phế nang được lợp bởi hai cái loại tế bào chính, một là các phế bào một, hai là các phế bào hai. Đấy, và nằm trên một cái màng đáy. Đấy, khi mà một cái tổn thương ở màng đáy xảy ra thì tất cả các gì ạ? Các cái tế bào, từ cái tế bào nội mô nó bị biến đổi. Đấy, từ các cái tế bào mô liên kết nó cũng bị biến đổi. Khi có một tổn thương và một cái phản ứng viêm xảy ra thì cái nguyên nhân chính xúc tác lên tất cả các cái phản ứng, các cái biểu hiện ở trong cơ thể, trong các bệnh lý viêm, kể cả những tổn thương tại chỗ hay tổn thương toàn thân, đều là nguyên nhân từ các cái chất trung gian viêm. À, các chất trung gian viêm là nó sẽ là gì ạ? Nó sẽ có cái tính năng, nó có thể gì ạ? Mạch hoạt, nó có thể hoạt hóa và nó làm giãn mạch, nó có thể thì kích hoạt các cái tế bào tham gia vào chức năng miễn dịch. Đấy, và chúng ta thấy là nó tạo nên hiện tượng hóa hướng động, giúp cho các cái tế bào gì ạ? Các tế bào đại thực bào nó hướng tới các cái vùng 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 mô bị tổn thương, và nó kích hoạt các cái hệ thống mô liên kết, đặc biệt là các tế bào sơ sợi ở vùng đó tăng sinh lên và tạo thành một cái tổn thương rất là dày. Khi mà tổn thương rất là dày, nó sẽ làm cho thì cái sự thông khí nó dễ bị giảm đi, đúng không ạ? Bao giờ thông khí qua cái con đường đó là có con đường thông qua các cái vách của các cái mao mạch và các cái màng đáy. Vậy đây khi một cái tổn thương này nó dày lên thì nó làm cho cái con đường thông khí nó sẽ bị giảm đi, cái con trao đổi oxy và CO2 nó bị giảm. Đấy, thì càng giảm oxy bao nhiêu thì các cái tổn thương theo vòng xoắn bệnh lý nó càng sẽ nặng lên, đúng không ạ? Và cái tổn thương đó ngày càng dày lên, càng tăng sinh sơ. Đấy, và người ta nghiên cứu về 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 sinh bệnh học theo phân tử thì Nga thấy nó có bất thường cái con đường tín hiệu của gì WNT hay WNT của cái gen beta-catenin. Đấy, nó làm cái sửa chữa bất thường. Cái thứ hai nữa là cái thứ ba nữa là cái sự hoạt động tăng của gì ạ? Các cái TGF beta 1. Đấy, thì cái BGF beta 1 này nó có vai trò trong quá trình tăng sinh sơ hóa bất thường. Đấy. Và chúng ta thấy là mặc dù cái căn nguyên thực tế người ta cũng chưa biết là rõ ràng đầy đủ, nhưng người ta đã đưa ra một số những yếu tố nguy cơ tiềm ẩn. Đó là gì ạ? Một là có thể là do các yếu tố di truyền, một số các đột biến, đặc biệt là đột biến các protein hoạt động bề mặt, hoạt động của các cái tế bào A2, của các gì ạ? Các thành phần protein của telomerase, hoặc là mã hóa thành phần RNA của các telomerase, hoặc là các cái chất nhầy. Đấy. Nữa đó là gì ạ? Có người ta thấy là cái yếu tố nguy cơ ở những người hút thuốc lá và những người có mắc bệnh trào ngược dạ dày thực quản. Thì đấy là những cái gì ạ? Những cái nhóm mà yếu tố nguy cơ người ta thấy thấy nó có thể gì ạ? Gây nên. À, đây là trên hình ảnh lược đồ bệnh lý của cái bệnh phổi kẽ. Đấy, của bệnh viêm phổi kẽ. Nói chung nó cũng là cái tổn thương của gì, của cái sơ hóa phổi. Thế thì ban đầu, trong giai đoạn đầu thì sơ hóa thì ít, đúng không ạ? Đấy, nó bắt đầu nó dày đặc và nó loang lổ ở những cái vùng, đây là phổi bình thường này. Còn khi mà bị sơ hóa thì bao giờ chúng ta thấy là bắt đầu sơ hóa ở cái vùng đáy phổi, ở phía dưới màng phổi, ở các cái rãnh liên thùy của màng phổi. Đấy, nó tăng sinh dần lên. Đấy, cái vùng màu đen đen nó chính là hiện tượng tăng sinh sơ hóa. Đấy, và dần dần nó là gì, từ cái nhu mô phổi nó có rất là nhiều các cái phế nang xốp xốp như thế này, thế chuyển thành gì, thay thế bằng các cái vùng đặc. Đấy, thay thế bằng vùng đặc màu gì ạ? Màu đen. Đấy, và gì, dần dần thì các cái vùng phế nang này nó bị co kéo, các phổi nó bị co kéo và nó tạo thành thì các gì ạ? Các cái khoảng phế nang trống giãn ra như một những cái nang ấy. Đấy, những cái nang này người ta thấy là giống như là gì, những cái hình ảnh tổ ong. Đấy, khi những hình ảnh tổ ong và gì, không phải phổi xốp nữa mà các phổi có thì vùng thì giãn, có vùng thì lại đặc kịt lại. Đấy, đấy là cái gì ạ?
cái lược đồ bệnh lý mà chúng ta thấy là từ những cái giai đoạn sớm, sau đó chuyển thành những cái giai đoạn gì, giai đoạn muộn và những giai đoạn sau. Đấy. Vậy thì cái vai trò trong chẩn đoán giải phẫu bệnh của giải phẫu bệnh trong chẩn đoán các cái xơ hóa phổi vô căn này thì chúng ta thấy là hiện nay, ngày xưa thì giải phẫu bệnh nó được coi là một cái tiêu chuẩn vàng, không chỉ trong chẩn đoán tất cả các cái loại bệnh lý, những các cái tổn thương sinh thiết ra khỏi cơ thể bắt buộc là phải có chẩn đoán giải phẫu bệnh, đúng không ạ? Tuy nhiên cái vai trò của chẩn đoán giải phẫu bệnh hiện nay đối với tất cả các bệnh thì vẫn là tiêu chuẩn vàng, nhưng mà trong cái xơ hóa phổi vô căn này thì chúng ta thấy là giải phẫu bệnh hiện nay chỉ là một bộ phận cấu thành đến chẩn đoán. Đấy, chứ không phải là hoàn toàn phủ định phủ quyết tất cả các cái chẩn đoán khác, mà chỉ là cùng hỗ trợ là một cái cấu thành, gọi là một bộ phận cấu thành thôi. Và người ta thấy là có khoảng 50% những trường hợp bệnh nhân có xơ hóa phổi vô căn không cần phải sinh thiết đâu, đúng không ạ? Rất là do thứ nhất là sự tiến bộ không ngừng của gì ạ, của kỹ thuật thăm dò không xâm lấn đấy, của chẩn đoán hình ảnh, của các đo chức năng hô hấp đấy, và gì ạ, cái thứ hai nữa là người ta thấy là cái hạn chế của cái vấn đề sinh thiết, như là gì, có thể sinh thiết là lấy không trúng đấy. Lấy không trúng là do gì, là do kỹ thuật lấy, do phương pháp lấy, và do gì ạ, do tại cái cơ sở điều trị đó không làm được đấy, chưa chưa làm được đấy. Và chúng ta thấy là cái sinh thiết ở đây là cái sinh thiết phải là sinh thiết gì ạ, lấy những mảnh phổi lớn, những mảnh mô lớn, chứ không phải là những sinh thiết bằng kim nhỏ. Đấy. Thứ hai nữa là gì ạ? Chúng ta thấy là cái hạn chế của sinh thiết đó là do chính chủ quan, do người đọc. Những người đọc không có kinh nghiệm để mà chẩn đoán các cái bệnh lý này, và người đọc thì không biết những cái thông tin về lâm sàng của bệnh nhân. Đấy. Thì đấy là cái sự thì phối hợp nó chưa chặt chẽ. Thì đấy là những cái mà người ta thấy là, và đặc biệt nữa là cái hạn chế của sinh thiết đó là nó có thể gây nên rất là nhiều những cái biến chứng, những cái tai biến sau khi sinh thiết. Đấy. Vậy thì giải phẫu bệnh có vai trò quyết định khi nào? Khi lâm sàng và chẩn đoán hình ảnh không điển hình. Đấy. Một cái hình ảnh nó không điển hình. Cái thứ hai nữa là gì ạ? Chẩn đoán giải phẫu bệnh nó có giá trị quan trọng trong cái vấn đề chẩn đoán phân biệt. Đấy. Với những cái tổn thương mà nó giống, các tổn thương giống như là gì ạ? Có những lâm sàng chẩn đoán hình ảnh nó giống như nhau, cho nên không phân biệt được, thì cần phải gì ạ, chẩn đoán phân biệt. Đấy, không những chẩn đoán xác định mà đánh giá bệnh có giá trị trong chẩn đoán phân biệt với một số bệnh, ví dụ như là những bệnh viêm phổi kẽ thông thường, hay là những cái bệnh mà gì ạ, viêm phổi do tăng bạch cầu ái toan, hay là những cái bệnh bệnh ung thư phổi, đúng không ạ? Những cái trường hợp nó rất là, đôi khi rất là khó phân biệt. Đấy, tuy nhiên thì cái kết quả giải bệnh cũng cần phải là phối hợp với lâm sàng chẩn đoán hình ảnh để đưa ra một cách chính xác nhất. Vậy thì việc lấy mẫu như thế nào gọi là lý tưởng, và như thế nào là đạt cái tiêu chuẩn để mà một nhà giải phẫu bệnh có thể đọc được. Đấy. Thì thứ nhất là muốn làm được thì chúng ta phải chọn bệnh nhân. Mỗi một cái bệnh nhân nó có quyết định sinh thiết khác nhau. À, có những bệnh nhân có thể sinh thiết được, nhưng có bệnh nhân không sinh thiết được, sức khỏe không đủ, đúng không ạ? Đấy. Sức khỏe không đủ thì chúng ta sẽ không không sinh thiết. Đấy. Và bây giờ người ta thấy là chủ yếu là sinh thiết bằng phẫu thuật lồng ngực và phẫu thuật mở, đúng không ạ? Hỗ trợ bằng video. Đấy. Và khuyến khích thay bằng phẫu thuật lồng ngực mở thông thường. Đấy. Thì trong cái sinh thiết phổi người ta có cái ba cái loại mà sinh thiết chính, một là một cái gọi là forceps biopsy, một cái là cryostat biopsy, một cái là surgical biopsy. À, thì người ta thấy là trong cái forceps biopsy hay là cái sinh thiết xuyên thành nội soi ấy, thì người ta thấy là lấy được có mảnh bệnh phẩm rất là nhỏ, cái khả năng chẩn đoán chỉ được 30%, trong khi đó cryo biopsy tức là cái thằng sinh tiết lạnh ấy, thì chúng ta thì lấy được khoảng trên 50%, chẩn đoán là trên 50%. Thì trong đó thì cái sinh thiết, cái bệnh phẩm trên sinh thiết phổi mở hỗ trợ bằng video này, thì chúng ta ngoài đánh giá một đại thể, chúng ta lấy được cái mảnh bệnh phẩm lớn và chúng ta có thể chẩn đoán được chính xác lên tầng 80-90%. Đấy. Và người ta thấy rằng là cái vị trí sinh thiết thì đương nhiên là phải 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 dựa vào gì, chẩn đoán hình ảnh rồi, đúng không? Dựa vào các lớp vi tính rồi, rồi cộng hưởng từ rồi. Đấy. Và nên sinh thiết ở từ 2 đến 3 thùy khác nhau.
Đấy, như chúng ta thấy là vì cái vị trí nó ở nhiều vùng khác nhau, cho nên là tại sao chúng ta phải sinh thiết ở hai ba thủy khác nhau để chúng ta có thể đối chứng. Đấy, vậy chúng ta thấy là bệnh nó không chỉ ở vị trí này mà nó còn ở vị trí kia. Đấy, và các vị trí đó nó có tổn thương giống như nhau hay không? Đúng không ạ? Có những cái bệnh lý phổi nó chỉ ở một vị trí này thôi, nhưng mà vì hai ba vị trí khác nhau thì đây nó mới chứng minh được rằng một cái bệnh lý này là một bệnh lý lan tỏa, vì lan tỏa. Đấy. Cái tiếp nữa đó là cái tránh sinh thiết vào những cái vùng phổi bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi xơ hóa, đặc biệt là những vùng có biến đổi tổ ong, mà chúng ta chỉ lấy thì những cái vùng mà giáp ranh. Đấy, vùng giáp ranh giữa vùng phổi lành và vùng phổi tổn thương, chúng ta chỉ lấy cái vùng biến đổi tổ ong hay không thì chúng ta chỉ lấy một cái vùng toàn nhẹ, toàn các cái trục nang và các cái chất nhầy. Đấy, đôi khi cái vùng xơ hóa chúng ta không lấy được, và chúng ta không đánh giá được là vùng đâu là vùng xơ hóa, đâu là vùng giãn thành nhầy. Đấy, thế cho nên là chúng ta phải 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 tránh xa cái vùng chỉ có vùng trung tâm này thôi, đúng không ạ? Đấy, và đấy, vị trí sinh thiết tập trung vào cái nhu mô phổi liên quan hoặc khu vực liền kề cái vùng bất thường, tức là vùng giáp ranh nhá, vùng giáp ranh. Đấy, lấy chúng nghĩa là không phải là cứ chúng thẳng vào cái khối tổn thương, mà thì lấy chúng là chúng vào cái vị trí mình cần cần đọc, mình cần nghiên cứu, đúng không ạ? Và cái kích thước tối thiểu của nó là từ có cái đường kính là 3 x 2 x 1 cm, tức là một cái bệnh phẩm lớn chứ không phải là một cái bệnh phẩm nhỏ như cái đầu các cái kim kim sinh thiết và các kim bấm nhỏ đâu ạ. Đây là một cái sinh thiết bằng phổi mở, đưa thì các troca vào, đúng không? Đưa đầu video vào, chúng ta có thể sinh thiết và chúng ta có thể cắt các cái vùng phổi này, và thường là chúng ta sẽ sinh thiết theo các cái dạng gì ạ, dạng hình quạt, hình nan quạt hay hình nón. Đấy, chúng ta lấy cái bề mặt của gì của cái bề mặt ở phổi, ở bề mặt ở ngoài thì nó lớn và phía nhọn thì ở phía trung tâm. Đấy, bởi vì chúng ta thấy là các cái tổn thương của các cái tổn thương này là thường là ở phía ngoại vi, ở phía dưới màng phổi. Đấy, và những cái vùng xơ hóa ở phía ngoài đó thì chúng ta đánh giá từ vùng ngoài đó, chúng ta đánh giá vào vùng trung tâm sẽ là vùng gần đỉnh cái nón. Thế còn đây là gì? Sinh thiết màng phổi mở thông thường. Vậy thì cái đại thể chúng ta đánh giá một chút qua cái đại thể của gì của xơ phổi vô căn, thì chúng ta thấy là ở trên cái phổi đây đa phần là gì, là chúng ta thấy là ở cái vùng 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 mô phổi bị tổn thương là vùng đáy phổi này. Đấy, vùng phía trên là cái nhu mô phổi nó khá là gì, nó khá là đều, nó khá là mịn màng, đúng không ạ? Đấy, nó khá là mịn màng. Bình thường nếu mà là cái phổi nó có không khí không thì nó sẽ là phồng, nhưng mà đây là cái phổi sau khi đã mở ra và cố định trên cái autopsy thì chúng ta thấy là nó lại xẹp lại và các nhu mô thông thường nó sẽ đặc lại. Nhưng tuy nhiên cái vùng ở phía dưới này chúng ta thấy là nó vẫn còn lỗ rỗ như tổ ong. Đây chính là gì ạ? Các cái tổn thương, các cái hậu quả của cái hiện tượng xơ hóa phổi và nó tạo thành các cái hốc dạng tổ ong như thế này. Đấy, hình tổ ong như thế này. Lỗ chỗ như thế, đúng không ạ? Đấy. Thế đại đây là đại thể của xơ hóa phổi. Đấy, ở đây thế đúng không ạ? Ở đây nhìn các cái tổn thương. Đấy, thì ở đây cũng thế này, cái vùng phổi đặc này, vùng đây lỗ rỗ như tổ ong ấy này. Đấy. Và trên đây là trên hình ảnh mô học, tí tôi sẽ chỉ thêm một chút. Đấy, đây là hình ảnh xơ hóa ở khi mà gì ạ? Có soi đúng không? Đây là cái vùng này, vùng xơ hóa có những cái nốt 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 này này. Nó cứng chắc hơn so với cái nhu mô phổi. Phổi lành, xốp ở phía trên. Đúng không ạ? Đấy, và thì khi mà sinh thiết xong thì các cái đầu sinh thiết được thì được đóng chặt và được bơm phồng đóng đóng stapler lại. Đấy, chúng ta bơm phồng lên và chúng ta phải cố định bằng phong môn, đúng không ạ? Đấy, thì đây là cái bệnh phẩm sau khi đã được cố định bằng phong môn và để cắt ra trên đại thể đây. Đấy, thì chúng ta thấy được cái nhu mô phổi được cố định bằng phong môn. Vậy thì cái tổn thương trên vi thể các nhà giải phẫu bệnh đọc thì thấy những cái gì, đúng không ạ? Thì thực ra là cái này thì cũng khi mà giảng cho các bạn thì tôi thấy là thực ra là nó cũng rất là khó cho các bạn tham khảo, rất là khó cho chúng ta mường tượng, bởi vì thực tế ra cái vấn đề đọc giải phẫu bệnh này cũng không ít, ít cũng ít người làm. Và thứ hai nữa là đặc biệt là cái sinh thiết phổi này, đấy, đối với những các bệnh viện không chuyên về hô hấp của chúng ta thì ít làm, cho nên là chắc là cũng nói qua một chút để cho các bạn hiểu một chút thôi. Thì đây là cái mô học phổi này. Đấy, đây là các cái phế quản, các cái mạch máu, các cái phế nang,
không, các cái mạch máu này, các cái phế quản đấy, các cái tiểu phế quản đây, chúng ta thấy đây, các cái phế quản này được và đây là các phế nang được lót bởi gì, các cái gì ạ, các cái tế bào phế bào 1, phế bào 2 và các cái mạch máu đấy. Đây chỉ nhỏ nhỏ màu đỏ đỏ chính là các hồng cầu đấy. Vậy sinh thiết chúng ta sẽ đánh giá các cái tổn thương như thế này. Đấy, vậy thì các cái tổn thương vi thể có gì? Thứ nhất là có cái dấu hiệu mảng, dạng mảng hay là dấu hiệu chắp vá. Chắp vá giống như là cái vá quần áo, cái vùng quần áo lành vá với cái mảnh vá rách. Đấy, ví dụ như là đây, cái vùng đặc này là một 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 kiểu này, nhưng mà lại vá bên cạnh nó lại gì ạ? Đấy, một cái kiểu dạng màu trắng trắng này, lại bên này lại vá theo một cái mảng màu gì? Màu đỏ đỏ này. Đấy, tức là nó thì có sự chắp vá, tức là có sự xen lẫn với nhau, là dạng dạng patchy, tức là nó vùng này xong lại vùng kia, vùng này vùng kia đấy. Thế thì những cái vùng màu đỏ đỏ đặc đặc này đó chính là gì, vùng nó bị sơ hóa, và bao giờ chúng ta thấy nó nằm ở phía ngoài rìa, ngoài rìa, và gì ạ, các cái vùng trống này đấy, đấy là các cái vùng mà các cái phế nang nó thì nó bị giãn ra, nó tạo thành những các cái nang đấy. Vậy thì chúng ta thấy là đây nó giống là một những cái nốt của gì, của tổ ong đấy đấy, và mô 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 sơ này nó rải rác, nó không đều đấy, không đều đấy, đây nó gọi là dạng mảng hay vùng chắp vá đấy. Tức là chúng ta thấy đây, đây là một cái vùng khác này, đây lại là một cái vùng khác này đấy, tổn thương và phân bố chủ yếu vùng sơ hóa ở phía màng phổi phía ngoài, và nó tạo thành các vách này, tạo thành cái vách nối với nhau vào đây đấy, và nó tạo thành những một cái ổ này đấy. Thì sẽ trên đại thể chúng ta sẽ nhìn thấy hình ảnh lỗ rỗ, mà lỗ rỗ chính là gì, chính là cái vùng sáng, là các cái phế nang nó bị giãn ra đây đấy. Đây là một cái nhu mô phổi bình thường, đây phía ở phía phía bên tay phải này, nhu phổi bình thường chúng ta thấy là các cái mạch máu sơ hóa đây đúng không ạ, nhưng mà nó không nối với nhau, có thành phần sơ nối với nhau, và các gì ạ, các cái phế nang vẫn rất là nhỏ mỏng manh đúng không ạ. Tuy nhiên ở phía bên tay trái này, phía mùng màu xanh này, thấy tăng sinh sơ và nhu phổi không bình thường, chúng ta thấy là sơ hóa quấn quanh các gì ạ, các cái phế nang này, và các cái phế nang này chúng ta thấy là giãn rộng ra tạo thành các cái hốc đấy, và nhìn thấy hai bên bên trái bên phải thấy là sự khác nhau. Ngoài ra thì trong chúng ta thấy là cái sự biến dạng cấu trúc của nhu mô phổi, và nhu mô phổi bây giờ không còn cái cấu trúc bình thường nữa, là các phế nang bên cạnh nhau xen lẫn nhau, là các cái mạch máu nhỏ thanh mảnh thay thế bằng bây giờ là gì ạ, là các cái nang lớn, các cái sẹo sơ đúng không, và có thể tăng sinh cả các cái ổ cơ trơn, tăng sinh cả gì ạ, các cái thành phần cơ trơn nữa đúng không ạ. Thành phần cơ trơn tí mà phóng lên chúng ta sẽ thấy hình ảnh tổ ong đây, thì chúng ta thấy đây là hiện tượng phá hủy nhu mô phổi ở giai đoạn cuối không hồi phục, và đấy các cái phế nang nó đã biến đổi tạo thành gì, các cái cấu trúc dạng nang. Và cái thứ hai nữa là gì ạ, các cái biểu mô phế nang này nó bị dị sản, nó bị dị sản biến đổi tạo thành các cái tế bào phế quản đấy, tạo thành các cái tế bào biểu mô phế quản đấy, người ta gọi là dị sản phế quản ở gì, ở các cái phế nang này. Và trong lòng của các nang này có rất là nhiều các chất nhầy kèm theo thì các cái tế bào viêm. Đấy. Ở đây chúng ta thấy đây, đấy, hình ảnh tổ ong, các cái nang nó giãn ra, nó chứa đầy chất nhầy trong này, đầy chất nhầy. Đấy, đầy chất nhầy. Đấy. Thế thì những cái tổn thương mạn tính nó khác với những cái tổn thương cấp tính ở trong phổi, ví dụ như là bệnh tổn thương do COVID giai đoạn cấp thì nó khác đúng không? Do giai đoạn muộn nó khác, bao giờ chúng ta thấy là COVID bao giờ cũng phải thấy là các cái tổn thương có những cái thrombo ở trong các cái mạch máu, hoặc là các cái tổn thương phá hủy các cái màng đáy và dày cái màng đáy lên, như ở đây thì sơ hóa các sợi collagen nó tăng sinh, nhưng phải là các gì ạ, các cái hiện tượng hyaline hóa không. Đấy, đây đây chất nhầy ở trong nang, đây, các nang của ông đây. Đấy. Đấy, và nang tổ ong được thì được lót bởi một phần biểu mô hấp. Đấy. Giả tầng có lông chuyển, đây là biểu hiện dị sản, hiện tổn thương
dị sản phế quản ở các cái phế nang này. Đấy, đây thế, đây là các cái tiểu phế quản tồn lưu và các cái phế nang đây, đúng tái biểu mô hóa các nang bằng những các cái lớp của biểu mô phế quản. Tiếp theo là chúng ta thấy là hiện tượng sơ hóa này, như anh đã nói là sơ hóa bao giờ chúng ta cũng thấy ở gì, ở những cái vùng vùng ngoại vi đúng không, và sơ hóa ở các cái vách của các cái gian, các cái tiểu thùy đấy, các cái tiểu thùy đấy. Và gì ạ, cái hiện tượng sơ hóa ở các gì, ở các cái độ tuổi, các cái tổn nhiều độ tuổi tổn thương khác nhau đúng không ạ, sơ hóa ít, sơ hóa nhiều, các cái sợi sơ nó là sợi sơ non hay là những cái sợi sơ đã trưởng thành đấy, và nó thay thế các cái nhu mô phổi bình thường, làm cho cái phổi này nó biến đổi hết cái cấu trúc đi đúng không ạ. Đấy. Ngoài ra kèm theo có thể có sự thâm nhiễm của các cái tế bào viêm, đặc biệt là các tế bào lành phô, nó là thể hiện cho một cái tổn thương viêm mãn tính đúng không ạ, với các cái tế bào bạch cầu dòng đơn nhân. Đấy, đây tượng sơ hóa ngoài vách này đúng không ạ, ngoài dày, ngoài gần màng phổi này. Đấy. Đây là sơ hóa quá nhiều rồi, tăng sinh cả cơ trơn đây. Đấy. Đấy, và sơ hóa khi chúng ta thấy là có sự lắng đọng của các collagen thì chúng ta sẽ nhuộm để nhuộm trichome mắt sông, nhuộm ba màu, chúng ta thấy là các cái sợi collagen nó sẽ lên với cái màu xanh này. Đấy, thì chứng tỏ đây nó lắng đọng collagen, các cái sợi collagen ở tip 4 ở đây. Đấy, sơ hóa đúng không? Quá sản cơ trơn, chúng ta thấy là có sự tăng sinh cái lớp cơ trơn ở đây. Đúng không? Và có thể nó có thấy hiện tượng dày các mạch máu, bất thường các mạch máu bằng cách gì ạ? Thứ nhất là dày các cái lớp áo này, đấy, tăng sinh cái lớp áo giữa này. Thứ hai nữa là để sơ hóa này. Thứ ba nữa là chúng ta thấy là hẹp các cái lòng của các mạch máu lại này. Đấy, có thể bít tắc hoàn toàn. Đấy. Đấy, hiện tượng tăng áp động mạch chúng ta thấy là dày các cái mạch mạch máu này, động mạch này. Đấy, và có vùng bít tắc lại. Đấy, kèm theo nữa là một tiêu chí nữa, đó là gì, sự xuất hiện của các cái ổ nguyên bào sơ. Đấy, sự tăng sinh sơ này sẽ làm cho cả các lớp này nó dày lên, và thì không khí nó không không từ các mạch máu này nó không vào được các cái phế nang đúng không ạ. Đấy, oxy không trao đổi oxy và CO2 được. Đấy, cái hiện tượng là tăng sinh ổ, các cái ổ sơ khu trú này. Đấy, ở từng vùng từng ổ thôi, và nó đẩy lồi vào trong thì trong lòng của các cái phế nang. Đấy, các nguyên vật sơ nó nằm song song nhô vào lòng của cái phế nang. Đấy, đây là một cái gì ạ, một cái dấu hiệu rất là đặc trưng của viêm phổi kẽ. Thì tuy nhiên thì nó không chỉ đặc hiệu cho một cái gì ạ, một cái bệnh sơ hóa phổi, mà nó có thể gặp ở trong rất là nhiều những cái bệnh bệnh phổi mãn tính khác, hoặc là những cái bệnh bệnh phổi mô hóa bán cấp thì người ta cũng có thể thấy, hay gọi là cái búp đúng không? Đấy, đây là cái ổ nguyên bào sơ ở trên vật kính nhỏ. Đấy, phóng to lên đây. Đấy, phóng to nữa đây, đúng không ạ? Thấy rất nhiều những các cái ổ sơ đây, sơ dẹp và tăng sinh mà nó hơi lỏng lỏng màu sáng. Đấy, vậy thì cái nhắc lại một chút là cái phối hợp chẩn đoán giữa gì, cái cộng hưởng từ mà có phân giải cao và gì ạ, và mô bệnh học trong sơ phổi vô căn, người ta thấy là với những cái tiêu chí, với những cái tiêu chí đó là một cái chẩn đoán xác định, một cái có thể, một cái chưa xác định và một cái không chẩn đoán, thì dựa vào lâm sàng chẩn đoán hình ảnh nó có những cái tiêu chí riêng và giải phẫu bệnh có những cái tiêu chí riêng, và khi có thể chẩn đoán là gì ạ, sơ hóa phổi vô căn khi có bất kỳ những cái đặc điểm như là giãn phế quản từ trung bình đến nặng ở những người đàn ông ở trên 50 tuổi hoặc là những phụ nữ trên 60 tuổi. Hai nữa là có hình ảnh mắt lưới mở rộng ở trên gì ạ, ở trên trên chẩn đoán hình ảnh đúng không ạ, và tăng bạch cầu đa nhân trung tính hoặc là không có trong các cái dịch dịch phổi, dịch dịch màng phổi, dịch dịch phế quản, và chúng ta thấy là có sự thảo luận đa chuyên ngành nữa được đặt ra.
Còn những cái trường hợp mà sơ hóa không xác định thì chúng ta nếu không xác định thì chúng ta sẽ phải phải sinh thiết. Đấy. Và nếu không có mẫu sinh thiết thỏa đáng thì khó có thể là số phổi vô căn. Còn với những mẫu sinh thiết thỏa đáng thì chúng ta có thể phân loại để chẩn đoán cụ thể hơn. Đấy, chúng ta đưa ra những cái quả màu xanh là cây này là khó khả năng chẩn đoán xác định này. Màu đỏ là gì? Những cái chẩn đoán chưa xác định. Đấy. Nghi ngờ. Còn cái phần màu xanh này là không xác định và gì ạ? Và cái vùng màu đỏ này không thể chẩn đoán được, hoặc là có thể chẩn đoán sang một bệnh khác. Thế thì tiêu chuẩn của gì ạ? Của các cái tiêu chí của giải phẫu bệnh theo theo tiêu chuẩn của hướng dẫn của các hiệp hội về chuyên về phổi của Mỹ, của châu Âu, của thế giới, chúng ta thấy là rằng là gì? Là nó có những cái các cái tiêu chuẩn cho giải phẫu bệnh đó gì? Có những tiêu chuẩn khi xác định chẩn đoán viêm phổi kẽ, hoặc là có thể là viêm phổi kẽ, hoặc là không xác định viêm phổi kẽ, hay là những cái chẩn đoán thay thế các bệnh khác. Thì ở đây chúng ta có những cái đặc điểm, ví dụ như là để xác định một cái sơ phổi hay là một cái viêm phổi kẽ thì chúng ta thấy mà phải có những cái dấu hiệu là sơ hóa dày đặc với sự biến dạng cấu trúc của mô phổi. Thứ hai nữa là sơ hóa phân bố chủ yếu là ở dưới màng phổi và các cái vách ngăn như vậy chúng ta đã xem đúng không, và có hình ảnh thì chắp vá cái dung mô phổi do sơ hóa và có mặt của các nguyên bào sơ, các ổ nguyên bào sơ. Ngoài ra thì chúng ta không không có các cái đặc điểm của các cái bệnh lý khác. Đấy, thì lúc đó thì chúng ta mới chẩn đoán xác định ở cái tiêu chuẩn chẩn đoán xác định, và những cái tiêu chuẩn này thì chúng ta ghép vào trong từng cái bảng, và từng cái bảng bên này thì chúng ta sẽ phối hợp với thì với chẩn hình ảnh. Đấy, thì đưa ra một cái chẩn đoán xác định đúng không ạ? Đấy. Vậy trong chẩn đoán phân biệt thì trên giải phẫu bệnh thì cần chẩn đoán phân biệt, thứ nhất là cái viêm phổi kẽ thứ phát. Đấy, thì tôi cũng chỉ đưa lên đây thôi đúng không ạ? Thì còn cái chuyện chẩn đoán thì nó phải có dựa vào rất là nhiều các cái hình ảnh, các cái tổn thương đúng không ạ? Thứ hai nữa là chúng tôi phải chẩn đoán phân biệt nhiều nữa với một cái viêm phổi kẽ không đặc hiệu. Đấy, thứ nhất là phải hỏi cả lứa tuổi, hỏi xem kể các cái tổn thương nó có đồng nhất hay không. Đấy, chúng ta thấy là đây đa phần là hình ảnh đồng nhất chứ không phải, mặc dù có hình ảnh tổ ong nhưng mà chúng ta thấy không có hình ảnh chắp vá rõ ràng ở đây. Và đặc biệt là chúng ta chẩn đoán phân biệt với ung thư phổi. Đấy, đây là một cái tổn thương mà chúng ta cần phải đặt ra đầu tiên đúng không ạ? Đấy, rất là nhiều những cái tổn thương mà ung thư phổi chúng ta rất có thể chẩn đoán nhầm với những bệnh phổi mãn tính. Đấy, thì những cái tiêu chuẩn, những cái tiêu chí và những các cái phương pháp nhuộm để chẩn đoán xác định hay là chẩn đoán phân biệt thì các nhà giải phẫu bệnh chúng tôi sẽ có cái vai trò trong chẩn đoán này. Đấy. Sau một cái thời gian báo cáo rất là ngắn thôi, chúng ta cũng lại rút ra lại cái kết luận. Thứ nhất là gì ạ? Giải phẫu bệnh sinh thiết có giá trị quyết định trong các cái trường hợp mà chẩn đoán trên lâm sàng và chẩn đoán hình ảnh không điển hình. Thứ hai là có giá trị quan trọng trong chẩn đoán phân biệt. Và thứ ba là cần luôn phải kết hợp các kết quả giải phẫu bệnh với lâm sàng và chẩn đoán hình ảnh mới để có thể chẩn đoán chính xác được các cái bệnh bệnh sơ phổi vô căn hay là những cái bệnh phổi kẽ. Đấy cũng là một cái lời khẳng định của chung cho tất cả những cái người mà làm để chẩn đoán các bệnh phổi này. Xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của mọi người.